Còn hơn một tháng nữa thì dịp lễ Giáng sinh mới đến, nhưng nếu như bạn cảm thấy mình khó có thể chờ đợi thêm nữa, vậy thì hãy đến với rạp chiếu phim gần nhất và mua vé xem phim The Grinch với tựa Việt đó là Kẻ đánh cắp lễ Giáng sinh. Ngày hôm qua thì đã có những suất chiếu sớm đầu tiên trước khi nó được chính thức công chiếu trên toàn quốc vào ngày hôm nay. Những khán giả đầu tiên sau khi thưởng thức tác phẩm này đã có những đánh giá rất tích cực về chất lượng của bộ phim. The Grinch tạo được bất ngờ đối với khán giả ngay từ những phút đầu tiên khi mang đến một đoạn phim ngắn, rất ngắn nhưng lại rất thú vị và hấp dẫn với những khách mời, đặc biệt đã làm nên tên tuổi của hãng Illumination. Ngay sau đó thì nó mới chính thức đi vào nội dung chính của bộ phim này. Grinch là một kẻ rất khó ưa với điệu cười nửa miệng cau có quen thuộc. Hắn sống với chú cún cưng trên vách núi cao tách biệt với thế giới bên ngoài. Grinch đã tự hứa với lòng mình tuyệt đối sẽ không bước ra khỏi cửa cho đến khi dịp lễ Giáng sinh kết thúc, nhưng một lỗi kỹ thuật nhỏ nhỏ đã xảy ra, buộc hắn phải thực hiện trái với lời hứa. Nhưng đó chưa phải là lý do để gã xanh lè nổi cáu. Gã chỉ thực sự âm mưu phá hoại lễ Giáng sinh của thị trấn Howell khi có sự xuất hiện của cây thông Noel có kích thước lớn gấp 3 lần so với bình thường. Và một kế hoạch hoàn hảo được vạch ra nhằm đánh cắp lễ Giáng sinh của thị trấn Howell. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, những tình huống bất ngờ liên tiếp xảy ra khiến cho kế hoạch của Grinch bị chệch hướng và cái kết sẽ khiến cho rất nhiều khán giả phải rơm rớm nước mắt vì xúc động. Đây là bộ phim sử dụng người dẫn chuyện để kể chân thuật về cuộc sống, suy nghĩ, tính cách và thậm chí là nỗi đau của Grinch. Nhờ vậy mà khán giả hiểu rằng ẩn sau khuôn mặt nhìn là khó chịu đó, đó là một câu chuyện không phải ai cũng biết được. Từ đó thì khéo léo lồng ghép những bài học về giá trị tình bạn, tình cảm gia đình hết sức ý nghĩa. Nội dung chính của bộ phim khá đơn giản, khán giả nhí hoàn toàn có thể dễ dàng hiểu được nội dung của bộ phim mà không cần bố mẹ phải giải thích khá nhiều. Tuy nhiên điều này không khiến cho khán giả trưởng thành cảm thấy nhàm chán bởi vì phim có khá nhiều tình huống hài hước liên tiếp xuất hiện từ đầu cho đến cuối phim. Người xem sẽ phải cười nghiêng ngả với sự hài hước của Grinch, Max hay là cô bé Cindy Lou mang lại. Những thông điệp mà bộ phim mang lại không quá mới mẻ song vẫn đầy giá trị về cách con người đối xử với nhau, cách những thành viên trong gia đình yêu thương chia sẻ khó khăn vất vả cho nhau. Nội dung nhẹ nhàng mang tính giáo dục này rất phù hợp với những đối tượng khán giả nhỏ tuổi. Cái kết của bộ phim có lẽ là điều mà nhiều bạn nhỏ mong muốn vì trong thế giới của các bé sẽ chỉ tồn tại những điều vui vẻ, hạnh phúc mà không hề có buồn bã hay thất bại. The Grinch được công chiếu với hai định dạng đó là phụ đề và lồng tiếng cho hai đối tượng khán giả khác nhau. Đối với khán giả trưởng thành thì nên theo dõi bản phụ đề, nguyên nhân là vì bản phụ đề sẽ giữ nguyên phần lồng tiếng gốc của các nhân vật. Dàn diễn viên lồng tiếng đẳng cấp quốc tế luôn mang lại cho khán giả những lời thoại giàu cảm xúc, giúp tác phẩm trở nên hấp dẫn hơn. Còn với đối tượng những bạn nhỏ chưa thể tự mình đọc được phụ đề thì bố mẹ nên chọn bản lồng tiếng. Theo đánh giá một số khán giả theo bản lồng tiếng thì các diễn viên Việt Nam lồng chưa tới, những lời thoại vẫn khô khan và thiếu cảm xúc, đôi khi tốc độ nói hơi nhanh nên khiến cho các bé gặp khó khăn trong việc tiếp nhận thông tin. Đây là tác phẩm được đánh giá rất cao về chất lượng hình ảnh, những thước phim được dàn dựng đẹp mắt, mang đến những bối cảnh bao la hùng vĩ, xen lẫn với đó là những sắc màu rực rỡ và ấm áp của đường phố trong những ngày chuẩn bị cho dịp lễ Giáng sinh đầy thú vị. Các nhân vật trong phim được thiết kế tỉ mỉ từng chi tiết, từng sợi lông tơ vô cùng sắc nét và biểu cảm nhân vật giống y hệt như người thật ngoài đời. Khán giả, đặc biệt là những khán giả nhí dường như cảm thấy lạc lõng giữa những khung hình đầy màu sắc này. Phần âm thanh bản phụ đề được xử lý tốt khi có sự kết hợp giữa âm nhạc và những tiếng động thông thường. Những ca khúc nhẹ nhàng trong phim góp phần khiến cho người xem càng muốn chờ đợi dịp lễ Giáng sinh đến nhanh hơn bao giờ hết. The Grinch chính là bộ phim hoạt hình đầy hấp dẫn và thú vị. Nó phù hợp với cả trẻ nhỏ và những khán giả trưởng thành. Hiện nay thì phim đang được công chiếu tại các rạp chiếu phim trên toàn quốc. Các bạn đừng nên bỏ lỡ tác phẩm này. Chúc các bạn xem phim vui vẻ và hãy đừng quên like, share và subscribe cũng như ủng hộ kênh YouTube của rạp chiếu phim. Bọn mình sẽ còn quay trở lại trong những tác phẩm trong tháng 11. Xin chào.